À, xin giới thiệu các bác nhé, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Của Quý Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em thì các bác nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới của video và các bác ấn nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất nhanh nhất, vì ngày nào hàng ngày em đều có video. Để tránh mất thời gian thì em vào phiên ngày hôm nay và cũng là một cái quyển tập dây băng từ thập niên 70-80 tiếp bước. Đây là mã số 17 nhá. Bao da rất là zin, con này bao da đi theo kính luôn, rất dày dặn. Đây là một trong những cái dòng kính dây băng dáng Olympian, dáng này dáng mắt treo. Con này rất tinh tế, có nghĩa là màu xanh rất là đẹp và nó giá rất là rẻ, con này giá có 5 triệu thôi. Những cái phiên này em đi rất nhanh vì là cái lô này là lô của em về hàng trăm cây kính của dây băng các đời, cho nên em đi rất là nhanh, cho nên là mọi thông tin chi tiết các bác thắc mắc là hoặc là muốn chi tiết hơn hoặc là chụp ảnh, em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm gửi qua Zalo, Viber kèm theo video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của cây kính đó. Cái này size 624 nhé và giá là 5 triệu này. Màu xanh rất tinh tế rất là đẹp nhá. Kính nguyên zin toàn bộ nhá. Chuôi cái càng bên phải bên là dây băng USA. Dòng này thì được sản xuất vào những giai đoạn 1980, đầu năm 80, đã gọi 80S đấy. Bạn thấy cái chuôi màu xanh này thì cái mắt treo nó cũng thế, tức là mắt treo vòng xuống đây. Đấy. Là cũng màu xanh, rất là tinh tế, rất là đẹp. Đấy. Quay các góc cảnh góc độ các bác xem. Thật ra là những cái nét này thì hầu như không phải cần phải gửi ảnh ra Zalo, Viber biết gì, bởi vì là qua cái góc máy quay rất là nét rồi, rất là mới, rất là đẹp nhá. Nguyên zin toàn bộ, đồ mới trên 90%, và sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu. Các bác mua ở đâu mua thì các bác nên chọn những cái nơi có cái thương hiệu uy tín lâu năm, ở đó nó đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, tránh tình trạng mua ở những cái cơ sở coi như là địa chỉ thay đổi liên tục. Một số người mua phải những dây băng hay kính cơn Mỹ, cơn bọc vào người đầu chú nhỏ 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu mà cơn bọc vào người đầu nhá, bị giả, bị nhái rất là nhiều. Đặc biệt là trên Facebook, những cái nick như Nguyễn Thanh, Thanh Hương và nhiều nick khác, họ bán không công khai địa chỉ, số điện thoại để mập mờ không rõ ràng. Nhiều người mua phải cái tình trạng đấy lắm. Mã số 17 giá 5 triệu này, dây băng rất mới nhá. Cái bao ra khác biệt rồi, đấy, luôn công khai địa chỉ. Bác nào ở gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, thì cũng là số điện thoại Zalo của em. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi vào cái phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý là gửi phương tiện đó. Thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3-4 ngày, tùy theo là cái thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Mã số 17. Tiếp theo là mã số 18. Có giá là 6 triệu rưỡi. Con này là bao da hươu nhá. Đấy, rất là tinh tế này. Đấy, bây giờ đến vấn đề là xem kính bên trong như thế nào. Kính bên trong nhá. Con này còn nguyên cả tem cơ. Đấy, còn tem của bác này. Đấy, nguyên tem này này. Nguyên tem này. Cho bác xem tem luôn nhá. Đấy, là tùng tem đấy. Cả giấy đây này. Và giá là 6 triệu rưỡi, bao giao hiệu. Size 6214, mắt màu xanh đen. Con này bọc da nhá, tức là nó bọc da từ cả cái vành dưới này và chuôi này, chuôi da này. Rất là tinh tế nhá. Đấy, con này size 6214. Ba cầu Urusman bọc da. Dây băng Urusman bọc da. Những bác nào mà có cái khuôn mặt là trán cao vuông rộng sân đỉnh thì đeo rất là nổi với dòng này. Hoặc là mặt vuông chữ điền. Giá là 6 triệu rưỡi. Nguyên zin toàn bộ, nhân độ mới là con này đến 95.6%. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu. Trên toàn lãnh thổ, các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm.
bác lưu tâm lưu ý là không nên mua những cái chỗ địa chỉ coi như là nó mập mờ, nó không rõ ràng, hẹn nửa đường rồi hẹn cà phê rồi là thậm chí có một số người là bán đồ dởm đồ giả ở nhái là rất hay, cũng như là cho ship mang đến ưng một thôi đấy, như cái kể trường hợp Đức Nguyễn Thanh Thanh Hương đấy. Vì đấy cho nên là các bác lựa chọn chỗ nào mà nó có thương hiệu uy tín, đó là đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Với quan điểm của shop của em từ xưa nay là vui lòng khách đến hài lòng khách đi, giờ bán hàng từ 7 giờ đến 23 giờ, cũng là từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện là các bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất em đi gửi hàng cũng như đi giao lưu đồ cổ đồ xưa với anh em bạn bè khắp mọi miền tổ quốc nước, đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá món đồ cổ đồ xưa. Các bác cứ điện thoại trước em thì em sẽ liên kết vấn từ xa và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói, tư vấn cố vấn cho các bác chơi món đồ gì hợp tình hợp lý, hợp phí hợp tông hợp gu. Đó là cái giá trị rất lớn bác nhận được. Các bác có thể không mua chỗ em thì bác mua chỗ khác, lúc đó là có kinh nghiệm mình có thể đi nước trong nước ngoài mình mua rồi. Thì vấn đề chuyển khoản nhận tiền em cũng tư vấn rất là rõ ràng. Hình thức mua bán của em là bác nào hình thức 1 chuyển khoản em bao ship, hình thức 2 ship code vui lòng đặt cọc 100k. Đấy là cái quy định bên em từ xưa nay, từ trước nay là như thế. Rất mới rất đẹp nhá. Đấy, còn nguyên tem tạc sổ. Đấy. Và giá là 6 triệu rưỡi. Nguyên tem tạc sổ đây. Đấy. Tem đây còn đấy, nguyên tem tạc sổ. Bao da. Đây là bao da dê. Đấy. Rất là hợp tông hợp khu. Bác nào mà có hợp với cái màu nâu này thì lựa chọn cái kính này thì rất là hợp tình hợp lý hợp lý đấy, cúc cúc cài bằng đồng. Cái kính này được sản xuất giai đoạn thập niên 1970 1980, những cái giai đoạn này đấy. Giá là 6 triệu rưỡi, sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các bạn luôn luôn yên tâm về giá cả trên sản phẩm. Cây số 19 là có giá 5 triệu rưỡi, bao da còn rất là mới nhá, tất cả cái kính này em thử là nguyên zin hết từ bao da. Cây này cũng là còn nguyên tem tạc sổ và còn cả khăn lau kính. Đây, tem tạc sổ. Đây là xanh rau muống RP3 tem đây, tem tạc sổ đây. Và có giá là 5 triệu rưỡi. Cây này thì được sản xuất vào năm 1970 và 70S. Khăn lau đi theo kính đây. Không có hề rơi đấy, bao giờ em có phần ngoái cổ lắp cổ ngoái đầu lắp đầu để đảm bảo với công khai tính minh bạch cho tất cả cái dòng kính cũng như là đeo nó không xô lệch rơi như một số bác liên tưởng hồi tưởng, vì đôi khi nó hơi bị ảo một chút nên là mình phải rõ ràng ngay từ phút ban đầu. Đây là cây thập niên 70 thì nó có chỉ có cái chuyện BVL trên góc 12 giờ ở đỉnh cầu giữa thì nó có chữ BVL C băng USA ở gầm cầu dưới. Đấy. Gầm cầu dưới con này nó không thể hiện nhưng mà nó thập niên 70. Đấy. Chuôi thì bên chuôi trái nó hơi ngả vàng một chút theo thời gian 5 tháng nhưng không ảnh hưởng gì đến kính. Chuôi phải thì vẫn là còn rất là đẹp. Kính thì nguyên zin toàn bộ, nhân độ mới ở trên 90%. Giá cây này thì là 5 triệu rưỡi. Đây là kính thập kỷ 70. Thập kỷ 80, con nào thập kỷ 80 em sẽ nói thập kỷ 80 nhá. Con là thập kỷ 70. Và mã số này là mã số 19, mắt màu xanh đen bóng RP3, bao da rất là mới này. Đấy. Nguyên zin nhá. Tiếp theo thì là mã số 20. Mã số 20 có giá 6 triệu. Con này là len khói. Đây. Mã số 20. Là mắt màu khói đấy. Cái màu gọi là xanh xanh khói đấy. Rất đẹp mà size của nó là size 62-14 và giá của nó là 6 triệu đồng. Còn mới tinh đường tình, con này mới đến 98-99%. Mã số 20 giá là 6 triệu. Kính luôn đỗ trên mặt, không bao giờ bị rơi, xô, lệch. Một số bác lầm tưởng liên tưởng. Mọi thông tin chi tiết thì em sẽ ghi bên dưới video kèm theo số điện thoại Zalo, giá cả rất là rõ ràng.
địa chỉ cũng luôn luôn được công khai, địa chỉ hay số điện thoại là luôn luôn được công khai hai mấy năm rồi, từ năm 9899 ở đầu ngõ 390 đường Trường Chinh. Các bác mua đâu mua hay lựa chọn những cái nơi mua bán lâu năm có các thương hiệu uy tín ở đó, đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Thứ hai quan trọng hơn là chúng ta sẽ tư vấn cố vấn cho các bác về đồ cổ đồ xưa, chơi làm sao nó hợp tình hợp lý và mình có hiểu biết sâu để sau này mình đi ra nước ngoài thì mình luôn luôn tự tin chiến thắng. Bởi vì các bác lúc đó nắm được cái quy trình chuyển tiền rồi, đồ cổ đồ xưa cũng hiểu rồi thì mình sẽ tự tin mua bán được, đúng không? Vì đi ra nước ngoài là sử dụng thẻ Visa Mastercard đấy. Các bác là có thẻ Visa Debit cũng ok hết được. Đấy. Nhưng trước tiên thì mình phải thành thạo qua cái thẻ ATM bình thường đã, sau đó thì mình sẽ sử dụng những cái thẻ Visa Mastercard hay là credit, là thẻ tín dụng đấy, thẻ tiêu chuẩn trả sau đấy. Len khói nhá. Đấy, size 6214 và giá của nó là 6 triệu đồng, tức là mã số 20 có giá 6 triệu. Len khói, em sẽ ghi thông tin bên dưới cái video. Mà thứ rõ ràng lắm. Đấy, mã số 20, tiếp theo là 2122. Đây là cây Churumac, mã số 21 có giá là 6 triệu rưỡi. Churumac này, con này thì nó tại sao đắt hơn con Churumac của mấy con Churumac trước. Mấy con Churumac trước thì là nó chỉ có giá dao động 4 đồng, hơn 4 đồng, và con này nó lại vọt lên đến tận 6 triệu rưỡi. Thứ nhất là con này là nguyên zin, cả từ bao, từ bao của nó cũng như là nó kèm theo cả khăn, còn nguyên cả khăn. Đấy, Churumac. Và con này là ba cầu dáng Urusman và độ mới của nó là 97-98%, giá là 6 triệu rưỡi. Dòng Churumac này thì không giới thiệu nhiều vì dòng là dành cho các bác lái xe. Đấy. Size 6214 cho bác nào đeo rộng hoặc là tai to mặt lớn, chắn vuông rộng sân đình hoặc là mặt vuông chữ điền thì đeo cây này thì yên tâm, nó sẽ nổi lên khuôn mặt và sang trọng quý phái luôn. Đó là cái giá trị rất lớn các bác nhận được. Rất mới, rất đẹp nhá. Con này ba cầu, gọi là dây băng ba cầu. Cầu trên bên là dây băng USA. Rất mới nhá. Ở gầm cầu dưới này thì nó có chữ BVL dây băng size 624 cũng như là size 6214, size to. Em bình thường em thích hợp với size 58 và size 60, 62 là hơi to quá. Và giá của cây này giao lưu là 6.500.000 và sản phẩm bán ra thì luôn luôn bao giờ cũng được bao chết bao đắt toàn cầu. Các bác mua đâu mua hãy lựa chọn cho mình cái chỗ thương hiệu uy tín, tránh mua những cái chỗ mà nó cứ hẹn nửa đường, đường nọ đường kia, chợ nọ chợ kia, chân tòa nhà chân tòa nhà kia, chân chung cư nọ chân chung cư kia, không đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, đúng không ạ? Đặc biệt có một số người nó còn bảo cho ship mang đến ưng mua thôi đấy, không nên lựa chọn cái đấy. Mua đồ cổ đồ xưa hay đồ ao là mình phải lựa chọn những cái nơi có thương hiệu uy tín và phải biết nhà biết cửa, khuyến cáo đến tận nhà là tốt nhất, bởi vì nó đảm bảo tính pháp nhân pháp lý, có vấn đề gì làm sao còn bắt để năn vạ được. Nhưng còn mua bán mà chả biết nhà biết cửa, đâu số điện thoại thì mình một số toàn số khuyến mại sim rác nhiều đấy. Một số cái YouTube có lượng đăng ký kênh cũng khá lớn, 6.000, 7.000, 8.000 và thậm chí 5.5, 14.000, 15.000. Nên kính hay đồ xưa thì nó đồ nhái là nhiều, đồ mới nhiều đấy, cho nên là mà địa chỉ thì không công khai đâu. Bác hết lưu tâm lưu ý những cái trường hợp như thế, mình phải rõ ràng ngay từ phút ban đầu. Churumac nhá, mã số 21 giá là 6 triệu rưỡi. Tiếp theo là mã số 22 có giá là 5 triệu đồng. Đây là mắt xanh rau muống RB3, con này sản xuất thập niên 1980. 1980. Con này là size 5814. Ở gầm cầu dưới có bê là size 584. Kính là rất mới nhá, nguyên zin toàn bộ nhá, con này có lên tiếng đĩa cơ. Ở đỉnh cầu trên là BLC bằng USA. Bác có thấy là rất là mới, rất là đẹp nhá. Rất mới và cũng rất là đẹp luôn. Và là nguyên zin. Quan trọng nhất là nguyên zin.
mắt nước còn đẹp lắm, long lanh. Mã số 22 giá là 5 triệu đồng. Tiếp theo là mã số 23 và 24. Mã số 23 có giá 6 triệu rưỡi. Con này còn nguyên tem tạc sổ đây, nguyên tem tạc sổ đây. Giá là 6 triệu. Mà len con này thì nó là có một chút về len khói. Hơi khói một chút. Size 624, đây là dòng dây băng Usman 3 cầu. Chuôi có đánh mã số. Tức là chuôi trái này, đánh cái mã số này. Con này mới tinh thì không phải giới thiệu nhiều rồi, nó là còn chưa sử dụng. Đấy. Len còn trong vắt, len hơi xám khói một chút. Khá hiếm đấy. Và không phải màu xanh đen. Mà cây này thì nó lại được sản xuất vào những năm 1970 chứ không phải 80 nhá. Dây băng 3 cầu. Đấy, con này là sản xuất năm 1970. Urusman. Giá là 6 triệu rưỡi. Và sản phẩm bán ra thì luôn luôn bao giờ cũng được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Thì các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Giá là 6 triệu rưỡi. Và địa chỉ lúc nào mà từ xưa nay vẫn là ngõ 390 đường Trường Chinh quận Đống Đa. Số điện thoại là 0916566826. Cũng là số điện thoại Zalo. Số điện thoại là dùng hơn 20 năm đấy. Các bác cũng mua đâu hay chọn nơi mà có thương hiệu lâu năm, uy tín. Đừng mua những cái chỗ nào mới bởi vì là rượu mới mình cũ rất là nhiều. Số điện thoại thì 11 số toàn số đời mới. Đấy, địa chỉ thì không công khai, không rõ ràng, không minh bạch, không nên mua. À, hiện nay trên Facebook và mấy năm nay hiện nay Facebook là rất nhiều người là bị mua ăn quả giả dối, quả dởm. Đấy, vì cứ nó bán rất là rẻ, nó bán kinh cơn đời đầu mà 6 triệu rưỡi, 7 triệu, 8 triệu, nhiều người dính. Dây băng, những dây băng nó cứ kêu là vừa mạ vàng vừa bọc vàng nó có 2 triệu, thế nhiều người dính. Thế thôi, 2 triệu rưỡi. Đấy. Mã số 24, 6 triệu rưỡi. Mã số 24, con này có cả khăn. Đấy. Và con này cũng còn nguyên tem ở mắt. Con này là mắt màu xanh răng muống. Và size của nó là size 62-14. Mới tinh tình tình, nói chung là chưa sử dụng. Mới tinh, này size 64. Và con này là sản xuất thập niên 80. Nguyên tem nhá, nguyên tem thì không phải giới thiệu nhiều, nó là còn quá mới rồi, mà giá là 6 triệu rưỡi. Và sản phẩm để bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ rồi. 6 triệu rưỡi, mã số 24. Tiếp theo là mã số 25, có giá là 5 triệu. Đây, một cái dòng này là một số bác trước đây có yêu cầu em rất là nhiều. Đây gọi là dòng mắt Calitrum. Cái dòng này thì dành cho các bác lái xe chuyên đi lái xe về tối và đêm. Đấy, lái xe về tối đêm nó có những cung đường là nó ánh đèn rất yếu ớt, thậm chí là không có ánh đèn. Thì những cái dòng mắt này nó giải quyết cho bác luôn được tất, kể cả bác đi vào đường rừng. Không, đường rừng là hầu như là không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng. Đấy, ánh trăng thì nó rất là tối. Thì cái dòng này ấy là mắt kali, là mắt kích sáng. Đấy, có nghĩa là mình không cần ánh đèn thì cái mắt này nó đã kích sáng cho mình, nó là mình nhìn rất là rõ ràng về tất cả các thứ. Đó, có nghĩa là bác đi vào thời điểm tối đêm không có ánh đèn, dành cho các bác lái xe chuyên lái xe về tối đêm. Hôm nào các bác có công việc chạy tối đêm thì các bác nên thử cái kính này, bởi vì giá thành nó rất là rẻ. Đấy, mà nguyên zin toàn bộ. Mã số 25, 5 triệu. Dòng mắt dây băng, đây là dây băng thập niên 70 nhá, mà mắt Calitrum. Đấy, đây là thập niên 70. Nó có cái chuyện BNL BL góc 12 giờ bên trên. Ở đỉnh cầu trên thì BL dây băng US, ở gầm cầu dưới thì nó có chữ BL dây băng 584, đây là size 584. Và kính thì nguyên zin toàn bộ rồi, độ mới con này thì không phải nghĩ đâu, nó phải 96-97% rồi. Và giá thành rất là êm ái, 5 triệu. Các bác hay lái xe về tối về đêm
thì các bác nên thử cái kính này. Bởi vì sao? Bởi vì nó giải quyết cho các bác về ánh sáng. Đấy. Dầu hai con mắt khó hai bàn tay. Bởi khi khi đi trên đường mà tối quá mình cứ căng mắt, mình nheo mắt nhìn nhiều dẫn đến hiện tượng mỏi mắt, mờ mắt. Nhưng mình thử cho một cái kính xuất sắc mà đi về tối đêm như thế này thì các bác giải quyết được tất là nó không thể buồn ngủ. Thứ hai là chống mỏi mắt, chống mở mắt. Đấy, có nghĩa là mình cứ nhìn thẳng như thế này, đúng không ạ? Thì nó sẽ không bao giờ bị mỏi mắt, mở mắt. Đấy, chứ còn nếu mà ví dụ mà đi lái xe buổi tối đêm cứ cứ nheo 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 mắt này, nhiều bác em thấy cứ nheo nheo mắt. Đấy, rất là mỏi mắt, nhanh mở mắt lắm. Nó hại cái phần con người của mắt. Cho nên là bác thừa cho con kính này mà là còn mới thế này mà thập niên 70 mà mạ vàng. Đấy, long lanh mà giá chỉ có 5 triệu. Mà sản phẩm này bán ra thì luôn luôn bao check bao test toàn cầu nhé. Các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Đó. Và địa chỉ luôn bao giờ được công khai trên video và bên dưới video và từ trước xưa nay là ngõ 390 được chương trình. Vâng, hai mấy năm rồi đấy ạ. Các bác trước khi đến thì điện thoại trước cho em. Đến bất kỳ lúc nào được, ngày đến đêm điện trước cho em để em sẽ nghiêm tiếp vấn từ xa và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác nói và em sẽ tư vấn cố vấn cho bác là chơi món đồ gì hợp tình hợp lý hợp tâm hợp gu. Sau khi bác ra về em sẽ gọi cho xe ôm taxi nhà ga bến xe sân bay đi nơi về chốn đảm bảo an toàn yên tâm tuyệt đối. Mã số 25 25 triệu. Mã số 25 5 triệu đồng. Xin lỗi các bác nhé. Mã số 25 5 triệu. Đây là dây băng Aviator mắt Calichrome. Dòng này là dành cho các bác lái xe đi chuyên đi về tối đêm, không cần gắn đèn điện, vẫn đi ok. Những cái lính bắn tỉa của Mỹ năm xưa họ hay dùng cái dòng kính mắt này để bắn tỉa về tối đêm. Nhưng dòng họ sử dụng nhiều nhất là dòng dây băng Shooter. Đấy. Thì dòng đấy là nó có chữ O tròn đấy để nó ngắm mục tiêu cho nó chính xác chuẩn xác nhất. Tiếp theo là mã số 26. Có giá là 5 triệu rưỡi. Con này là dây băng mắt màu xanh teo muống, size của nó 6-24, kính nguyên zin toàn bộ, độ mới con này là 95-96%. Xuất sắc nhé. BVL dây băng USA gầm cầu dưới là BVL dây băng 6-24. Và giá của nó là 5 triệu rưỡi. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ nhé. Các bác yên tâm về giá cả, về chất lượng sản phẩm. Được bao check bao test rồi ạ. Rất là mới nhá, xanh rau muống này. RP3. Ở khuôn mặt của em thì thường thường là em đeo size 58 và size 60. Nhưng con kính này đa phần là size 62. Nó hơi to chút với em, nhưng đối với các bác ví dụ như là trán cao rộng sân đình, mặt vuông chữ điền, tai to mặt lớn, có cái chiều cao, có cân nặng thì là mình sở hữu những cái kính này thì nó hợp. Nó rất là đẹp. Bởi vì là nó cái chiều cao cân nặng đã. Như của em thì là chỉ là 58 thôi. Một số bác thì to cao thì mình đeo cái dòng này. Còn bác nào thích đeo to để ôm khuôn mặt hoặc là để cho nó chắn được nhiều bụi thì là mình cũng thử cây này thì nó cũng hợp tình hợp lý luôn. 6214 nhá, là giá con này là có 5 triệu rưỡi thôi. Là mắt màu xanh dương uống RB3, mã số 26. Tất cả lô kính trên là nguyên zin toàn bộ và bác nào mua bán thì em vẫn có đôi chút fix chút. Đấy, đây là con Solex nhưng con này hiện tại em đang đeo. Đấy, còn bác nào mà có ok thì em vẫn có thể nhận lại. Hiện giờ là em đang đeo bởi vì là lâu lâu mới thử được cái kính Solex còn gánh mà nó còn đẹp như thế này thì nó vẫn đang để đeo chơi một thời gian. Đấy. Về phần cuối thì bao giờ là em sẽ có phần đó là góc độ chia sẻ. Đấy. Chia sẻ là hình thức vì chính chuyển khoản nhận tiền thì các bác lưu tâm lưu ý vấn đề về chuyển khoản, không cứ bên em thì bên khác là mình cứ gọi điện trước khi chuyển khoản và sau khi gọi điện xong rồi chuyển khoản rồi mình cũng gọi điện nhắn tin, gọi điện là quan trọng nhất để xác nhận đã chuyển tiền chưa, nhận tiền rồi như thế nào nó phải rõ ràng. Đấy, tránh tình trạng thứ hai nữa là có một số hiện tượng lừa đảo bây giờ là nó giả danh nick Zalo, giả danh nick Facebook các thứ đấy thì các bác hết sức lưu tâm ý là mình đầu tiên mình gọi số điện thoại chính. Đấy, mình cũng còn nghi vấn điều gì thì mình sẽ phải gọi tổng đài của đúng cái ngân hàng đó để mình check lại thông tin có chính xác hay không để tránh khỏi bị lừa đảo vì cũng rất nhiều người bị trong cái trường hợp như thế.
đấy là vấn đề chuyển chuyển tuyển chuyển khoản, thì các bác hết sức để lưu tâm lưu ý như thế. Còn mọi thông tin chi tiết các bác muốn hỏi cái điều gì thì đồ của đồ xưa gọi điện cho em bất kể ngày đêm, để thời gian là em từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đấy. Một số bác thắc mắc muốn hỏi xem món đồ này đồ kia thì em cũng nói luôn là muốn xem thì có thể cầm qua nhà em. Thứ hai nữa là phải gọi điện trước cho em để em sẽ lên lịch trước để dành thời gian tối đa lắng nghe cũng như là để chia sẻ. Nhưng nhiều khi cái đấy đột xuất quá là em hay đi vắng. Và bởi vì là ngoài công việc về cái đồ cổ đồ xưa ra thì em còn về lĩnh vực là thiết bị y tế và dược. Các bác cứ điện thoại trước là em sẽ có những sắp xếp lịch thời gian để dành tối đa thời gian lắng nghe, thấu hiểu và tiếp đón các bác nhiệt tình chu đáo hết mình. Rất cảm ơn bác đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả phía sau. Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em thì các bác ấn nút đăng ký kênh màu đỏ bên góc phải bên dưới của video, và các bác ấn vào nút biểu tượng quả chuông để mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập nhật những video mới nhất nhanh nhất thường xuyên của em. Vì ngày nào hàng ngày là em đều có video. Để tránh mất thời gian thì em vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày hôm nay thì em có một loạt series về tất cả các dòng cây kính dây băng. Đây đầu tiên là mã số 1 nhé. Đây là dây băng cắt vành, được sản xuất giai đoạn 1970. Để sẽ đi em đi tổng quan bên ngoài trước và sau đấy là sẽ đi chi tiết bên trong, bao gồm có những cái gì. Mọi thứ rất là phải rõ ràng, rành mạch ngay từ phút ban đầu. Càng phải nó có chữ W0366. Bên càng trái thì có bút lông Ray-Ban USA xưa. Càng trái này. Cầu giữa thì nó có chữ ABL Ray-Ban USA. Mọi thông tin thông số là luôn luôn được rõ ràng, rành mạch chi tiết. Mắt bên phải nó có chữ Ray-Ban. Và góc 3 giờ và góc 9 giờ là có chuyện BNL. Và giá cây này thì là 4.200.000. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ nhé. Các bác yên tâm về giá cả, về chất lượng sản phẩm. Địa chỉ cho em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 091 65 66 826, cũng là số điện thoại Zalo của em. Đây, nó là cái mã số 1. Mã số 1 nhá. Đó, đây là mã số 1. Một giá là 4.200.000. Mã số 1. Đây là con dây băng cắt vành. Được sản xuất giai đoạn thập niên 1970 và 1980. Mã số 01. Về hình thức bán hàng, cũng giờ thì là em ghi rất rõ ràng bên dưới video kèm theo thông tin thông số kỹ thuật của cây kính. Đó, về giờ là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, tất cả các ngày, có nghĩa từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện là các bác điện thoại trước, tránh tình trạng đến đột xuất em đi gửi hàng. Cũng như đi giao lưu đồ cổ đồ xưa và đi đặc biệt hơn là đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em bạn bè người thân. Các bác điện thoại trước cho em, để em sẽ dành thời gian liên kết bán từ xa và cũng đồng thời là tư vấn cố vấn cho các bác là chơi đồ sao hợp tình hợp lý, hợp tông hợp gu. Và khi ra về là các bác em sẽ gọi cho xe ôm taxi ra nhà ga bến xe sân bay, đi nơi về chốn đảm bảo an toàn yên tâm tuyệt đối ạ. Về hình thức mua bán thì là bác là chuyển khoản thì bác ship, các bác là cho thích ship code thì vui lòng đặt cọc 100k, ship code gọi là giao hàng và thu tiền đấy. Em đi sang cây số 2 nhá. Đây là cây dây băng số 2 này. Cây dây băng số 2 này có giá là 5 triệu đồng. Dây băng số 2. Đây là cây dây băng số 2 size 6214. Mắt màu xanh đen G15. Cây này được sản xuất vào giai đoạn 1980. Cây này sản xuất năm 1980 nhé. Đây là size 6214, con này size khá to. Em chỉ hợp với size 58 và size 6014. Tuy nhiên cái size 5 size 6214 này thì nó rất thích hợp với những cái bác nào là tai to mặt lớn, giờ cao to thì rất là thích hợp.
tất cả những kính này lên mà tuyển chọn nguyên zin toàn bộ đồ mới là trên 90%, có con mới đến 98-99%, rất mới nhá, nguyên zin nhá. Giá 5 triệu trong cây xay 6214 dây băng, độ mới con này phải đến 98-99% đấy ạ. À, thông số kỹ thuật thì tất cả từ trước xưa nay thì em đều nói rất rõ, tất cả phiên không chỉ là trên YouTube hơn 5 năm nay và tất cả từ ngày xưa rồi. À, trên cái đỉnh cầu trên thì nó có chuyện BL dây băng USCA đỉnh cầu trên. Các bác nào mà xem video mà cảm thấy nó mờ, không rõ ràng, yêu cầu em chụp ảnh gửi trực tiếp qua Zalo, em sẽ chụp từ 30 đến 40 kiểu ảnh kèm theo một video ngoài trời để phản ánh đúng chân tình chân thực của cái kính đó. Ở gầm cầu dưới thì nó có chữ là 6214 dây băng B, dây băng BL dây băng 6214 này. Giá cây này 5 triệu nha. Các bác mua ở đâu mua thì các bác nên tìm nơi cái địa chỉ mua bán lâu năm có thương hiệu uy tín, ở đó là đảm bảo có tính pháp nhân pháp lý cho các bác, tránh mua tình trạng là mua ở những cái đoạn hẹn nhau nửa đường giữa chợ rồi chân tòa nhà này chân chung cư kia, nó không đảm bảo tính pháp nhân pháp lý đâu, bởi vì địa chỉ nó không công khai, thứ hai là nó không minh bạch, thứ ba là luôn luôn là nó không rõ ràng. Nếu còn mua những địa chỉ lâu năm như bọn em ở đây, cửa hàng em đây ở ngõ 390 Đường Trinh và một số anh em ở Hà Nội, Sài Gòn là hai mấy năm, ba mấy năm, ngay cả cái số điện thoại của em nó dùng hơn 20 năm. Cửa hàng của em thì là từ năm 98-99, 22-23 năm rồi, ở đầu ngõ 390 Đường Trường Chinh. Chứ còn một số nơi thì bắt đầu là bây giờ người ta bán ở trên cái những cái app của những trang Lazada, Sendo, Shopee là không công khai số điện thoại, địa chỉ mập mờ không rõ ràng. Đấy, địa chỉ thì nó không ghi địa chỉ, còn số điện thoại thì là 11 số SIM khuyến mại, 10 số là cũng SIM SIM rác. Cho nên là các bác hết sức lưu tâm lưu ý là mình phải chọn những cái nơi mà lâu năm có thương hiệu uy tín, ở đó người ta đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Thứ hai nữa là người ta sẽ tư vấn cố vấn cho các bác chơi món đồ gì hợp tình hợp lý hợp tâm hợp vụ. Đấy. Giá cây mã số 02, giá 5 triệu, đó là cây dây băng Aviator size 6214, được sản xuất thập niên 1980. À, tiếp theo thì em sẽ đến với cây số 3. Cây số 3 này nó cũng có giá 5 triệu nhé. Đây là cây số 3 có giá 5 triệu. Cây số 3 thì nó cũng là một cây dây băng size 6214, nó giống như cây mã số 02. Giá của nó vẫn là 5 triệu. Và mà những cây kính này thì chắc là các bác đến ven thì mua bán thì em vẫn có một chút fix cho các bác để nó thoải mái, nó gọi là lộc lá. Đây là cây dây băng size 624. À, tình trạng của nó còn rất đẹp, nó còn mới hơn cả cây số 2. Đấy. Tuy nhiên cây số 2 thì bên trong cây số 2 thì nó lại có cái giấy, tức là có giấy bên trong. Còn cây này thì nó chỉ có kính và bao da đúng đời đi theo kính. Đây là cây số 3 có giá 5 triệu và đây là cây số 2 nó cũng giá 5 triệu. Tuy nhiên cây số 2 thì nó lại có cái giấy tờ bên trong. Đó. Đây cái giấy đây. Đây là giấy. Giấy tờ bên trong đây. Đây giấy này toàn bằng tiếng Nhật. Đây là dây băng Mỹ xuất Nhật. Thông báo các bác là tại sao có cái về cái giấy tờ của Nhật, bởi vì là khi vào tiêu chuẩn của Nhật thì là nó phải rất khắt khe. Thứ hai, đây là những cái cửa hàng đại lý đại diện chính hãng ở bên Nhật. Đấy. Từ những năm thập niên 60, 70, 80. Và toàn bộ những cái hàng này gọi là hàng lưu kho, lưu bãi. Đấy, nó có rất giá trị sưu tầm, hai cây đều có giá mức 5 triệu. Các bác chọn cây nào cũng được. Đây cái này là dây băng Mỹ. Đây là hàng Mỹ. Còn kia là hàng xuất Nhật, cây là số 2. Tiếp theo đến cái mã số 4. Mã số 4 đây. Đây mã số 4 có giá là 4 triệu 2. Đây là cây dây băng gọng màu đen, còn nguyên cả khăn lau, khăn zin đi theo kính. Cái gọng đen này thì nó thường thường nó làm bằng cái gọng titan và phủ sơn đen. Thì một số bác thì không thích chơi gọng vàng, gọng vàng gọi là eslow, còn ví dụ như
một số bác không thích chơi bạch vàng trắng thì gọi là bạch kim đấy, thì là một số bác không thích chơi kiểu dòng đấy thì chuyển sang chơi gọng đen này, thì nó nguyên thủy, có nghĩa là dùng được dần hết đời là vẫn là chỉ màu đen vì cái gọng đen là rất là bền. Và sản phẩm thì luôn luôn được bán ra thì luôn luôn được bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các bác yên tâm về giá cả về chất lượng sản phẩm. Cái mắt này thì con này là rất đẹp nhá, con này mắt là mắt tráng thủy đấy, và giá rất là tốt vì giá của nó là chỉ có 4 triệu 2 đấy. Bao da zin deep ring boost chrome. Kính còn rất là mới này, độ mới con này đến 97-98% nhá. Mắt là tráng thủy này, đấy, còn rất là đẹp, nguyên zin toàn bộ nhá. Con này sản xuất đầu năm 1980, rất là mới và có giá của nó là 4 triệu 200 nghìn. Đây là cái lô kính dây băng về và em sẽ đi tất cả là em hôm nay em sẽ giới thiệu là tất cả là 10 cây. Thời lượng YouTube nó sẽ kéo dài, các bác chú ý lắng nghe. Và cây cuối cùng thì em sẽ có đeo một cây số lượng bản cánh. Đấy là mã số 4. Tiếp theo thì là mã số 5. Đấy, tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là có giá là 4 triệu 8 nhá. Bao còn rất là mới này. Đây, đây là con dây băng Olympian ở góc đồi mồi. Con này size khá to, size nó là 6414. Size khá to. Cây này được sản xuất vào năm 1970. À, càng phải nó có chữ B Ray-Ban và góc 3 giờ 9 giờ nó có chuyện BNL. Các bác có thấy độ kính còn rất là mới, mặc dù là em quay này dưới ánh đèn điện cũng như là camera của máy tính nó không nét lắm, nhưng cái độ bọc vàng, độ mạ vàng của những cây kính thì bao giờ nó vẫn là rất là nổi, bởi vì là vàng xưa, vàng nguyên nguyên chất nguyên thủy của nó không so với những kính đời mới thời nay, nó bao giờ là chỉ là mạ PVD dạng amateur vớ vẩn, rất là nhanh hỏng. Còn các bác đã dùng kính đời xưa các bác biết rằng là độ bền học rất là cao. Cái kính này bác nào mà cao độ 1m75, 1m80 đổ lên thì rất là đẹp. Có giá là 4 triệu 8, mã số 5. Trước tiên em sẽ đi 5 mã trước và còn là 5 mã tiếp thì em sẽ đi vào phiên sau. Rồi. Tất cả các bác đã xem video, xin hẹn gặp lại ở phiên sau.